quay cái phà bát. Không có ai còn nhớ là từ kỳ chấm vì em đang có đập hướng mà đi xa. Từ sáng tới 11, tới 11, tới 11, mấy ảnh, tê mạng, điện thoại, laptop. Trời ơi, giảm giá như vậy, nhưng gì mà phải hôi cổ phải dành nhau thì một thế giới đầy dọc đất như vậy hả? 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 Mà tại sao xã hội Việt Nam nó lại tẩy quậy như vậy? Lý do sâu xa là do giáo dục. Giáo dục là cốt lõi của xã hội, sao muốn phát triển được hay không là nặng ở bên vực hết. Tại vì mọi người can see the Samsung Galaxy G7 Prime. Okay, मैं आपको बताता चाहूँगा कि इसे कैसे अनलॉक किए गूगल फॉर रिसेट. ओके, यदि आपका फोन खुद का है तो ही कीजिएगा, किसी दूसरे का है तो प्लीज डोंट ट्राई टू डू दिस. ओके, सबसे पहले हमें इस फोन को लॉक करना पड़ेगा. Đấy, quân con G7 Prime này ra mấy gì anh? Lừa lừa nhảy sang. Thank you.